Giao Trì Cung Lục Nương, đạo hiệu Huệ Hoa Tiên Tử, tôn danh Truy Hồn Sứ Giả, pháp bảo Truy Hồn Phan, đặc trách ngài là vị sứ giả của tam giới. Với Truy Hồn Phan nơi tay, ngài có thể tìm kiếm, thu hút các chân hồn đang u mê, chẳng biết đi đâu, về đâu được hồi hướng, nương tựa vào đạo pháp. Sau đó, ngài đưa họ đến với chư vị họ tính tâm tin tưởng, nơi hợp duyên để họ tu tâm dưỡng tánh. Giao Trì Cung Thất Nương, đạo hiệu Lễ Hương Tiên Tử, tôn danh Ông Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhân, pháp bảo Liên Hoa, đặc trách ngài là vị giảng sư hướng đạo, chia sẻ những nỗi đau khổ bởi vô minh, bởi chấp niệm bất thiện của chúng sinh nơi cõi âm quan. Vì thương xót chúng sinh chưa thấu lẽ đạo, ngài nguyện đến các nơi u tối nơi cõi âm quan, nhất là gần gũi với các ông hồn nữ tính để thuyết giảng độ duyên cho họ hiểu được lẽ đạo, hội tâm chuyển ý về đạo pháp. Giao Trì Cung Bát Nương, đạo hiệu Bạch Liên Tiên Tử, tôn danh Phổ Lạc Thiền Sư, pháp bảo Hoa Lam, đặc trách ngài là vị chuyên phụ trách về đào luyện cho phần văn chương, nghệ thuật, đem trí thức tinh thần phổ hóa chúng sinh. Ngài dùng hoa lam tượng trưng cho tinh hoa văn chương nghệ thuật, đem gieo rải khắp nơi, đem niềm an lạc, hoan hỷ đến chúng sinh ba tánh. Giao Trì Cung Cửu Nương, đạo hiệu Ngọc Vạn Tiên Tử, tôn danh Giao Trì Cung Sứ Giả, pháp bảo Ngọc Tiêu, đặc trách ngài là vị thị giả của Giao Trì Kim Mẫu, phụ trách chung việc kết nối các hoạt động của chư vị, hoạt động trong việc giữ gìn cơ sinh hóa cho được tận thiện, tận mỹ. Giao Trì Cung nơi tạo hóa thiên, là nơi sản sinh ra chân hồn muôn linh, thế nên việc kết nối với các mối duyên giữa tam giới với nơi này là việc hệ trọng vô cùng. Nhờ duyên lành ấy mà chư nguyên nhân mới về được với từ mẫu, chúng sinh tinh tấn ngày thêm tận thiện tận mỹ.